Em Cam, bạn Nhím ơi, lại đây mà xem này. Có một cái thác nước bằng cây. Wow. Một cái cây thần kỳ. Amazing. Cây này là cây đậu đây. Nó có thể vươn lên đến tận lên trời luôn đấy. Wow. Đây này, nước chảy từ trên chảy xuống này. Tớ thích đu này. Đu vào nhá. Đu này. Thích quá, thích quá. Chúng mình đang ở đâu đây? Có bạn nào biết không? Có rất nhiều bánh và kẹo ngọt. Một chiếc bánh, hai chiếc bánh, ba chiếc bánh. Rất nhiều màu sắc luôn. Các cậu biết đây là vương quốc gì không? Đây được gọi là vương quốc kẹo ngọt đấy. Nhìn này, ở đây có ba cái cầu trượt, ba màu sắc khác nhau luôn. Rất là dài, cao khổng lồ. Bây giờ anh với em Cam thi xem ai trèo lên cầu trượt nhanh nhất nha. Chúng mình phải leo lên các bậc thang này và đi theo đường này để trượt xuống. Cam trèo nhanh thế. Vậy anh với nào? Bây giờ nha, Cam trượt màu hồng, còn anh sẽ trượt cái màu xanh này. 1, 2, 3. Thôi, sao tớ không trượt được thế này? Cầu trượt này dít quá cậu ơi. Ui, em Cam trượt nhanh chưa kìa. Tớ không trượt được. Cuối cùng vẫn thua em Cam. Wow, nhìn này, một cái ống trượt màu hồng như thanh kẹo ngọt luôn. Ống trượt đấy phải đi lên đằng này này các cậu ơi. Vẫn bước theo các cái bậc thang. Đúng rồi Cam ơi, theo anh. Em đi đuổi xích đu này. Ôi cái đường này khó đi lắm đây. Đi theo lối này này. Đây 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 đây. Để em, anh cứ để em đi. Đây là một chiếc cầu sắt đây. Cẩn thận nhá, không chúng mình sẽ bị rơi xuống cầu đấy. Ui ui ui, nhìn đây nhìn đây. Cái này nó trong trành lắm đấy nha. Cẩn thận ngã đấy. Em Cam phải đứng lên thì đi mới dễ. Đừng ngồi, đứng lên đi. Mà cái xích đu này vẫn còn đung đưa này. Tớ thì chỉ dám bò thôi, bởi vì tớ cao quá, không thể đứng được. Ui ui ui, cái này bò khó thật đấy. Em Cam đi cẩn thận mà ngã nhé. Đây đây. Lôi anh ra với. Có chua, có chua. Đi đâu này này Cam ơi, lên đây. Có một cái cầu thang. Đâu? Đi lối nào cơ? Các cậu chờ tớ với. Wow, đi lên cầu thang này à. Một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc, rất nhiều bậc. Ôi, ở trên đây lại có một cái thử thách nữa này. Thử thách này, liệu Cam có vượt qua được không? Cam đi đi. Cái này phải đi như thế nào? À, chúng mình phải dẫm chân lên như thế à? Từng bậc một thôi nhá. Cầu thang này được đan bằng dây thừng các cậu ạ. Đúng rồi. Nếu như mà đi không cẩn thận, rất dễ sẽ bị thụt chân xuống dưới này đấy. Cam ơi đợi anh. Ui. Ui, tớ bị hụt chân các cậu ơi. Cứ bước lên một đoạn là tớ, cái chân của tớ nó lại thụt xuống. Cái lưới này nó mắc nó rất rộng, cái này nó dễ bị hụt chân lắm đấy. Bây giờ tớ sẽ không leo vào những cái lưới này nữa. Tớ sẽ dạng chân ra đạp vào hai cái bên này này thì sẽ không sợ bị hụt chân cậu ạ. Đấy đấy đấy, cuối cùng cũng lên được rồi. Đứng đây bọn mình có thể nhìn được xuống dưới cái nhà bóng này. Ở đây lại có một thử thách tiếp này các cậu ơi. Chúng mình phải chui qua cái vòng tròn này để đi sang bên kia. Đúng rồi, phải phi qua những cái vòng này này. Đấy, nhìn tớ này Trang ơi, cậu làm thế nào mà không được chạm tay và chạm chân vào cái vòng này đâu nhá. Tớ sẽ không đi bằng đường vòng đấy, mà tớ phát hiện ra có một đường khác. Toàn những con lăn tơi các cậu ơi, không thể nào đi được. Cái chân của tớ này, ui, nó sạt ra rồi các cậu ơi. Cẩn thận đấy, cái con lăn này, nó trơn lắm, nó dễ bị lăn 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 cuốn cậu theo đây. Cậu ơi, những vị thanh lăn tròn này. Nó cứ trượt, nó cứ trượt chân mình đi này. Bị sạt ra như thế này. Đi rất là khó luôn. Đi cái này chúng mình phải bám sang hai bên này. Bám sang hai bên lưới này. Đấy, xong rồi đi chân thật ngắn thôi. Đừng bước chân dài, không lại giống tớ ấy. Anh Nhím chị Trang đi lâu thật đi. Anh Nhím ơi, chị Trang ơi, đi bằng ống chuột này này. Ui, em Trang xuống cái nào nhanh thế. Ống chuột, là cái này á. Trượt cái này gì? À, hóa ra là trượt cái ống trượt màu hồng này thì chúng mình sẽ xuống ở bên dưới. Được rồi, cậu đi theo tớ nhá. Đây, anh đang xuống đây. Ôi,
Cái ống trượt này dốc quá các cậu ơi. Ui cẩn thận đấy, không là bị ngã đấy cậu ơi. Từ đây có thể nhìn được nhà bóng này. Wow, nhiều bóng chưa này các cậu ơi. Tung lên này, tung lên này. Trang ơi, tớ phát hiện ra một cái lưới này nó hay chưa này. Nó cứ mềm ấy. Không biết có thể đi qua được không nhỉ? Đi qua được để anh nhìn mà. Nào, nhanh ra, để anh nhún cho. Được rồi, bây giờ tớ sẽ đi theo cái đường này. Sao tớ bị rơi xuống đây rồi? Rơi tít xuống dưới kia rồi. Anh nhìn mới có ổn không? Ôi dồi ôi, anh bị rơi từ trên cao xuống. Nó đập đầu vào những cái dây này đau quá. Au 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 ôi. Ây ây. Ui ôi, vẹo hết cả cổ. Anh bị ngã từ trên kia xuống đấy. Wow, nhiều kẹo chưa cậu ơi. Nhảy lên, bắt lấy kẹo đi. Có cả kem nữa. Nhưng mà người cậu thấp quá, không thể nhảy lên được. Nhưng cái kẹo này to khổng lồ luôn. Ở đây tôi còn phát hiện ra, nhìn này, có hai cái lọ kẹo to đùng luôn. Và phía bên dưới này chính là một cốc trà sữa. Nhìn này, tớ sẽ đứng vào trong cốc trà sữa này. Em Cam ơi, lên đây này. Đây chính là ống hút đấy, dùng để hút trà sữa.